Chào mừng quý cô chú anh chị, quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Giá Rẻ Bình Dân của em gái miền Tây nha. Và tiếp tục ngày mới thì ngày hôm nay bên em sẽ dẫn quý cô chú anh chị cùng em xem một cái căn nhà vườn với diện tích là ngang 20 dài tận 50. Nhà vườn này thì mức giá siêu rẻ sổ hồng riêng, tổng mức giá chủ kêu là 2 tỷ, còn thương lượng trực tiếp chính chủ. Thì hiện tại ngôi nhà này là em thấy đã có xây rồi, có xây làm nhà tiền chế rồi. Và xung quanh ở đây cũng có trồng cây kiểng hết luôn. Còn lại bao nhiêu thì cô chú anh chị về mình có thể trồng và xây dựng theo ý muốn của mình. Thì với đất ở đây nó là đất nông nghiệp nên giá nó rẻ, nó phù hợp cho cô chú anh chị em nào cần tìm một cái miếng đất to và để ở nghỉ dưỡng hoặc là mình mua để làm của sau này. Thì vị trí đất của mình ở đây là đường ô tô vào tới tận nơi. Căn nhà của mình ở đây là thuộc vị trí là thuộc xã Trường Bình của thị trấn Cần Giuộc. Và bên em cũng quay chi tiết từ đường đi cho đến nhà cho cô chú anh chị xem, thấy cái vị trí xung quanh của mình là nhà mình kế cái đình, đình Thuận Điền cô chú anh chị ha. Xung quanh ở đây thì dân cư em thấy cũng lác đác vài căn nhà. Ở đây là mình chạy vào bên trong thì thấy có mấy căn ở bên trong. Thì từ vị trí đất của mình là ngang 20 nè. Đó, bây giờ thì cô chú anh chị mình cùng em xem hết video để xem hết căn nhà này nhé. Ở đây thì bên chủ đã làm rào sẵn hết luôn cho mình rồi. Mình mua căn nhà này về thì mình chủ yếu là mình trồng cây ăn trái á cô chú anh chị. Lâu lâu đi làm về cuối tuần thì mình về đây mình chăm sóc vườn cây ăn trái. Em thấy người ta có trồng sẵn xoài mận quá trời luôn nè, về mình có thể trồng thêm, rào che chắn sẵn hết luôn rồi. Đường thì đường đá xanh, mốt người ta cũng đổ tráng bê tông lên hết à. Dân thì dài vô bên trong cũng có mấy căn nhà. Đó, thì cũng mát mẻ và yên tĩnh ha cô chú anh chị mình nha. Kế nhà của mình cũng có nhà. Đó, dân thì đông vui. Rồi bây giờ mình sẽ vào bên trong để mình cùng em xem cái căn nhà vườn này được thiết kế như thế nào. Nếu cô chú anh chị mình vẫn thích thì hãy liên hệ đến kênh để được dẫn xem nhà trực tiếp với cái mẫu nhà này ha cô chú anh chị ha. Đây là rào cổng của mình nè. Còn đây là một cái con đường để mà mình trồng những cái tiểu cảnh xung quanh. Hai bên thì có trồng dừa á cô chú anh chị ha. Ở đây nè, có một cái hàng ghế đá cũng rất là chiêu, rất là đẹp luôn nè. Đó, và nhà mình thì thấy trồng cây đu đủ đằng kia cũng có trái. Bên đây thì mình trồng là cây ổi, rồi cây sa bô chê cũng có trái, cây cốc hả, quá trời. Nói chung vườn cây ăn trái có cái hồ cá nữa cô chú anh chị. Ở đây thì cốc em thấy cũng có trái luôn rồi nè. Nó rất là tuyệt vời luôn, đẹp. Mình về mình có thể trồng và chăm thêm. Tại vì á, nhà vườn cần phải có chủ chăm sóc mới được cô chú anh chị ơi. Mình sẽ có một cái ao phía sau làm hồ cá. Mình có thể làm cái chòi hồ thủy tạ bên kia. Mình về mình có thể làm theo ý của mình. Phía sau thì cũng có một cái chỗ để mình chơi nè. Rộng rãi căn nhà của mình thì có một phòng ngủ. Cô chú anh chị mình về mình có thể làm thêm phòng nhé. Hiện tại thì bên chính chủ chỉ làm suông suông như vậy thôi. Những khách hàng nào mình thích về mình có thể làm thêm theo ý thích của mình. Và làm ít thì giá nó rẻ. Và giá này có thương lượng. Đó, được cái bông giấy là em thấy mê rồi. Ui, trời chuyển mưa, yêu quái sắp tới. Em quay riết để hôm trời mưa cô chú anh chị ha. Cô chú anh chị mình cùng em nắng lại xem hết video căn nhà này. Tổng giá 2 tỷ, vẫn có thương lượng. Phía trước mình có bàn ghế đá để đánh cờ tướng luôn nè. Đó, đất của mình ra tới bên đây luôn. Quá trời luôn nè, mà chủ yếu mình mua cái miếng đất này về để mình trồng cây. Lâu lâu mình về mình hái, mình thu hoạch thôi cô chú anh chị à. Đó, rồi. Bên đây thì cũng có đường đi ra cổng, nói chung là cũng set up hết à. Đó, nó đã hình thành hết những căn nhà vườn để mình lâu lâu mình về nghỉ dưỡng ở khu đây thì mình có thể bày tiệc tùng hoặc mình có thể làm thêm một cái phòng nữa cũng được. Chứ nhà này em thấy có một phòng thôi, nếu nhà mình mà cần ở luôn á nha, ở định cư lâu dài thì mình về mình làm thêm một phòng nữa cho có phòng ốc, chứ nhà thấy to bự mà có một phòng à. Đó, hoặc là mình có thể lâu lâu mình về chơi mình nghỉ dưỡng cuối tuần cũng được, xả stress rồi cô chú anh chị. Thì cái vị trí của mình ở đây là nó cách Sài Gòn 40 phút. Ở đây là thuộc thị trấn Cần Giuộc, từ quốc lộ 50 Cộng Thình. Mình theo hướng đường quận 8 Nhà Bè, quận 5 rồi nè.
nó cũng gần theo cái tuyến đường gọi là quốc lộ 50 thẳng tiến xuống, cũng rất là gần gần á cô chú anh chị. Nói chung cũng tiện cho những khách hàng mà muốn mua nhà vườn nghỉ dưỡng bự bự mà giá nó rẻ, thì đây là một căn nhà vườn rẻ nè. Cô chú anh chị mình xem ha, nó về mình có thể trồng thêm. Xung quanh hồ đây thì đãi đá xanh rồi nè. Về mình có thể làm cái chòi thủy tạ bên ngoài rồi mình trồng thêm cây vòng vòng đó cũng được. Nói chung cái hồ này cũng to cô chú anh chị ơi, đất rộng nữa, giá này thì nó rẻ đó. Thì cảm ơn cô chú anh chị nãy giờ xem hết video, mình thấy căn nhà vườn này phù hợp hãy liên hệ đến em gấp liền, tại vì cái gì mà rẻ thì em bán nhanh. Nên cô chú anh chị mình nhớ đăng ký kênh để theo dõi tiếp tục những mẫu nhà vườn này sắp ra lò ha cô chú anh chị ha.